Mình chào mọi người ha. Thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một loại thuốc để trừ tháng thư trên cây xoài của mình ha. Thì cái hiệu này là Dithan M4580WB, đây của công ty ADC nha. Thì cái thằng Dithan M45 này thì nó gồm có là mangan và kẽm, rễ gốc của nó là mancozeb đó các bạn. Đây thì thằng này thì nó có là các bạn nhìn nè, lan tỏa và tác động theo nhiều hướng. Thì thằng này thì mình xịt dính vô lá thì nó cũng truyền vô là cái bông của mình được ha. Mình xịt vô bông và mình xịt vô lá luôn, nhưng mà rất là tốt là nó thẩm thấu nhanh đó các bạn. Đây nè, để nè, thêm vi lượng kẽm nè, 2 cộng, và mangan cũng 2 cộng ha. Ở đây thì cái liều dùng của nó nha các bạn. Tháng thư nè, cà phê, điều, xoài. Ở đây thì để là 0,3 tới 0,35% nha, khi mình phun á. Thì thường á, mình xài, nếu mà mình ngừa á, mình ngừa thì mình xài khoảng 200g cho một phi nha các bạn. Còn nếu mà trời mưa nhiều quá thì mình tăng liều lên, mình xài tới 300g. Thường thì nói chung là mình xài cái thằng tháng thư này thì mình xài kết hợp ha các bạn. Kết hợp giữa là cái, nếu mà mùa mưa á, mùa mưa thì các bạn nên xài cái là thằng Dithan M45 cộng với lại một gốc tháng thư nữa là cái gốc Robinet là Anchacon đó. Thì hai thằng này thì mình để dùng để đánh vào mùa mưa ha các bạn. Còn nếu mùa nắng thì các bạn nên xài là cái thằng Diplo. Diplo là gốc hoạt chất là Giram á, cộng với Anchacon ha. Thì mình phân biệt giữa mùa nắng và mùa mưa ha. Xài mấy thằng này thì nó rẻ tiền, chi phí nó thấp hơn thằng Ridomingon ha. Chứ Ridomingon thì giá nó cao lắm nha các bạn. Bây giờ hiện tại bây giờ dịch bệnh nhiều thì mình làm xoài của mình thì mình cũng hạ chi phí các bạn ơi. Mình chọn những cái loại nó cũng có hiệu quả nhưng mà giá cả của nó thì nó rẻ một chút. Ở đây thì nó có để là cho mình là đây, có chị được là rỉ sắt cà phê nè, móc xương cà chua, lem lép, hạ có lúa, móc xương nho nha. Đây công ty đây đó, Ô Môn, Cần Thơ, gói này 1 kg nha các bạn. Mỗi lần thì mình mua gói 250g không à, 250g thì thường mình xài cho một phi. Nhưng mà đợt này thì mình mua luôn gói 1 kg. Đây là gói 1 kg nè, 1 kg thì mua nguyên ký thì tính ra nó rẻ hơn được 20.000 các bạn ơi. Thì đỡ đồng nào thì được đồng ấy. Đây rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Hôm nay thì mình giới thiệu cho các bạn cái dòng thuốc này. Thì có mình sẽ xài cái dòng thuốc nào thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái dòng thuốc đó ha. Để cho các bạn có thể ở chỗ các bạn thì các bạn ra cái mấy tiệm bảo vệ thực vật các bạn mua ha. Để mình xài cho cái xoài của mình, vừa rẻ tiền mà vừa hiệu quả ha các bạn. Rồi mình cảm ơn các bạn đã theo dõi ha. Bạn nào coi mà chưa đăng ký kênh ủng hộ mình thì ủng hộ mình bằng một cái đăng ký kênh ha. Cảm ơn các bạn nha. Chào tạm biệt.